Xin chào tất cả các bạn, mình là Đinh Linh Đan. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải đề ôn luyện cho kỳ thi BRICS Math 2021 lớp 3. Chúng ta cùng đến với bài đầu tiên là bài thanh sô-cô-la. Chia thanh sô-cô-la thành 3 phần như nhau về hình thức và kích cỡ. Ta thấy ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 phần nhỏ. Vậy mỗi phần lớn thì sẽ có 15 chia 3 bằng 5 phần nhỏ. Thì ta sẽ chia thế này. Ok, sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 2 là bài bàn cờ. Chúng ta vào khóa đào tạo trước. Quân cờ này được gọi là quân mã. Quân mã di chuyển theo bất kỳ hướng nào như sau: hai ô thẳng hàng và một ô sang bên cạnh như trong hình. Đó. Đây là chữ L. Quân mã là chữ L. Tiếp tục. Để di chuyển mã đến ô B, hãy di chuyển nó đến các ô được đánh dấu. Ok, sẵn sàng. Trong 3 bước đi, di chuyển mã đến ô được chỉ định. 3 bước đi này. Đây. Đó đây. Ok, sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 3 là bài khoảng đất. Maria có một chiếc máy ảnh quadrocopter để chụp ảnh từ độ cao lớn. Để giải bài tập cùng cô ấy, trước tiên hãy trải qua khóa đào tạo. Bắt đầu. Khoảng đất được chia thành các ô vuông. Được biết, kích thước của A là 1m x 1m, còn ô vuông liền kề là 2m x 2m. Hãy viết độ dài của ô vuông phía dưới. Đây là một hình vuông. Vậy thì cạnh hình vuông có 4 cạnh. Mỗi cạnh đều bằng nhau, vậy thì cạnh này cũng sẽ bằng cạnh này. Cạnh này sẽ bằng 2 cộng 1 bằng 3, cạnh này cũng sẽ là 3. Tiếp tục. Chúng ta nghiêng sân đi. Hãy viết độ dài của các cạnh của toàn bộ khoảng đất. Chỗ này 2 cộng 3 bằng 5. Và chỗ này sẽ là 2 cộng 1 bằng 3. Đến bài tập. Khoảng đất được chia thành các ô vuông. Được biết, kích thước của A là 1m x 1m. Còn độ dài của tất cả các cạnh của ô vuông là số nguyên. Hãy viết chiều dài và chiều rộng của toàn bộ khoảng đất. Kích thước của A là 1m x 1m. Vậy ô vuông này sẽ bằng là 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Ô vuông này sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Ô vuông này sẽ là 4 cộng 1 bằng 5. Ok. Vậy cạnh này sẽ bằng 4 cộng 5 bằng 9. Cạnh này sẽ bằng 4 cộng 1 cộng 3 bằng 8. Đã sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 4 là bài gương. Bạn có một chiếc gương, trong đó có các ô vuông màu được phản chiếu, có thể xoay và di chuyển gương. Hãy qua đào tạo trước, sau đó tiến đến bài tập. Tiếp tục. Đặt gương sao cho có thể nhìn thấy hai hình vuông màu xanh lá cây và một hình vuông màu đỏ. Trong phản chiếu và trên thực địa cần phải hiển thị hai hình vuông màu xanh lá cây, một hình vuông màu đỏ. Các hình vuông của màu khác có thể không tính. Đầu tiên chúng ta chọn xoay gương. Bây giờ di chuyển gương sao cho đáp ứng điều kiện. Thì hãy thấy ở trên thực địa, hình vuông này đã có sẵn một hình vuông màu xanh lá cây. Vậy phản chiếu sẽ thêm một hình vuông màu cây nữa. Ok, còn một hình vuông màu đỏ. Thì trên thực địa đã có sẵn một hình vuông màu đỏ rồi. Mà khi chạy phản chiếu ở gương thì số lượng nó tăng gấp đôi lên. Thì chúng ta đặt sao cho trên thực địa nhìn thấy nửa hình vuông. Đó. Đến bài tập. Đặt gương sao cho có thể nhìn thấy tổng cộng 3 hình vuông màu xanh lam và 5 hình vuông màu vàng. Trong phản chiếu và trên thực địa cần phải hiển thị 3 xanh lam và 5 vàng. Các hình vuông của màu khác có thể không tính.
Đầu tiên thì ta thấy trên hình này thì có tổng cộng 1, 2, 3, 4, có sẵn trên thực địa có sẵn 4 hình vuông màu vàng và có sẵn 5 hình vuông màu xanh lam. Mà ta cần phản chiếu 3 xanh lam và 5 vàng. Để thế này đi. Cây xong đủ 3 xanh lam, 5 vàng. Sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 5 là bài chuỗi hạt và dấu hiệu. Giúp Anna thu thập các chuỗi hạt làm quà cho bà của cô ấy. Bắt đầu. Chọn dấu hiệu mà theo đó các hạt khác nhau. Đầu tiên là về hình dạng. Hình dạng thì cả hai hạt này đều là hình tam giác, suy ra không phải hình dạng. Tiếp theo là màu sắc. Màu sắc thì cả hai cái này đều là màu xanh. Vậy cũng không phải, là kích thước. Hạt thứ nhất thì hơi to, hạt thứ hai nhỏ. Đó là kích thước. Tiếp tục. Trong bài tập này, những hạt như thế được gọi là có cùng một kích thước. Đây cùng một kích thước to. Cũng cùng một màu sắc là màu vàng. Chỉ khác về hình dạng là hình tam giác, hình vuông, hình tròn. Được rồi. Chọn dấu hiệu mà theo được các hạt khác nhau. Đầu tiên là chúng ta chọn màu sắc thì đều là màu vàng. Còn kích thước cũng rất là to. Vậy đáp án là hình dạng. Bây giờ đến bài tập. Thu thập chuỗi hạt sao cho mỗi hạt tiếp theo khác với hạt trước đó bằng một dấu hiệu hoặc là hình dạng, hoặc là màu sắc, hoặc là kích thước. Nên chúng ta sắp xếp thế này đi. Ok, sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 6 là bài bãi đậu xe. Hãy di chuyển xe buýt màu đỏ. Đây, xe buýt màu đỏ đây. Từ bãi đỗ xa đây, sang đường. Để làm điều này, hãy dịch chuyển những xe buýt khác. Anh xe buýt này dịch chuyển đây. Thì đầu tiên ta thấy là một xe buýt màu đỏ qua đây thì phải đường đi xe buýt đỏ. Phải không có xe nào chắn. Khi ta thấy ở đây có hai xe chắn, mình sẽ mang hai xe này đến chỗ khác. Ta phải mang xe này sang đây. Xem chút đi. Ok. Đây. Sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài tiếp theo là bài số 7, qua sông. Hãy giúp gia đình qua sông bằng thuyền của ngư dân. Thuyền chỉ có thể chứa hai trẻ em hoặc một người lớn. Cuối cùng, người đánh cá và thuyền phải ở trên cùng một bờ. Bắt đầu. Giúp các nhân vật qua sông. Chỉ có hai trẻ em hoặc một người lớn mới có thể ngồi vừa thuyền. Thuyền không được chạy mà để trống. Có nghĩa là nó sẽ phải mang người sang bên kia đưa sang. Nhưng mà nếu chỉ mang một người thì sợ là sẽ không có ai đưa thuyền quay trở lại. Vậy thì đầu tiên có hai người trên thuyền, mà chỉ có hai trẻ em ở trên thuyền thôi, không thể có một hai người lớn hoặc là một người lớn một trẻ em trên thuyền được. Và hai đứa trẻ sẽ thang trang sang thuyền trước đưa sang, sau đó một đứa trẻ sẽ lên bờ, đứa trẻ còn lại sẽ sang bên kia, sau đó một người lớn sẽ lên thuyền và sang bờ bên kia. Sau đứa trẻ sẽ lên thuyền. Đó, cứ lặp lại như thế. Mất khá là nhiều bước, nhưng mà cách này cũng đúng. Nó không nhất thiết phải để ít bước nhất.
Ok. Ok, xong. Sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 8 là bài hình khai triển của ngôi nhà. Đây. Đây là hình khai triển. Đây. Từ đó có ngôi nhà. Nhấp vào tiếp tục để xem nó lắp như nào. Nên bạn nhìn kỹ nhá. Đó. Được chưa? Ok. Xoay ngôi nhà để xem nó từ mọi phía. Nó xoay được đây. Và đến bài tập. Chọn tất cả các hình khai triển mà từ đó bạn có thể lắp ngôi nhà này. Xoay nó để xem từ mọi phía. Đó. Đầu tiên thì màu xanh là cây màu hồng bên phải. Ok, đúng rồi, chung. Ok, hình này đúng. Tiếp theo là hình này thì ok, tím bên này, xanh hồng. Ok, đúng. Tiếp theo là hình này thì ta thấy luôn là ở hình này thì có được đặt ngang và chỉ có bốn hình ở bên dưới. Nhưng mà ở đây là có 5 hình. Vì đặt dọc. Vậy hình này sai. Tiếp theo là hình này. Ta thấy ok, xanh bên này. Hồng. Có nhiều bạn khi mà nhìn thấy cái này tận 3 cái dọc bên đây là thấy sai luôn. Các bạn vậy là nghĩ sai rồi. Vì nha. Đây, sẽ là cây. Tí mà gấp lên trên này đó. Thấy chưa? Hình này đúng. Tiếp theo là hình này thì màu hồng ở bên này. Ok, đúng rồi, tím bên này khớp rồi. Còn bên này thì màu xanh là cây là ở bên phải. Ô, không được. Bên này màu hồng, màu xanh nhạt thì phải có xanh lá cây ở bên trái, màu tím bên phải. Hình này sai. Tiếp theo là hình này. Hình này thì xem nào. Là màu hồng bên này. Ok, không vấn đề. À, các bạn nhìn đây biết sai luôn nhá. Vì cách nhau giữa cái nhọn này là sẽ có một cái hành để ngang, nhưng mà cái này cách tận hai thanh thì cái này sai. Ok, sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài số 9 là bài rẽ phải. Tên lửa của tôi bị hỏng, tên lửa chỉ có thể bay thẳng và rẽ sang phải. Giúp Grisha đến trạm càng sớm càng tốt. Đây, trạm ở đây. Nhấp vào dấu chấm để bắt đầu. Đây, dấu chấm đây, thẳng. Bây giờ rẽ phải. Bây giờ đến trạm một con đường ngắn nhất. Thì ta thấy đến trạm thì mình sẽ quay ngược trở lại xem sao. Thì như thế thì một là mình sẽ đi thẳng, hai là rẽ phải. Thì sẽ đây. Ok, thì vòng một đường này sẽ vào được trạm. Đến bài tập. Hãy đến trạm bằng cách nhấp vào các ô. Tên lửa chỉ có thể bay thẳng và rẽ sang phải, không thể bay theo cùng một cách, chỉ có thể bay ngang qua ô có thể. Thì có nghĩa là không thể bay cùng một cách, thì có nghĩa là dụ như này. Đây là dụ như này, mình không thể bay ở đây, ở bay trường ngược trở lại. Thì ok. Đây. Đây. Lên đây. Vòng đi. Không được. Ước thì ước. Ok, đi đây thôi. Đi ra đây. Ở vòng ra đây. Đến đây. Ok, đến trạm rồi. Sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Bài cuối cùng, bài số 10 là bài đu quay cho khỉ. Đặt con khỉ trên một trong những dây leo để khúc gỗ thăng bằng. Đây, những dây leo đây. Khúc gỗ đây. Thì ta thấy là khúc gỗ đang nghiêng về phía bên trái. Vậy con khỉ sẽ đặt được trong vị trí một, vị trí này, hai vị trí này. Ok. Thì ta thấy giả dụ nó đặt ở vị trí này thì khúc gỗ sẽ bị nghiêng.
bởi vì là con khỉ treo quá xa tâm khúc gỗ. Con khỉ sẽ ở hướng này, đây, ba con ở giữa, ok. Tất cả đều đúng. Con khỉ treo càng xa tâm của khúc gỗ, độ nghiêng của nó càng lớn. Thì đây, tâm của khúc gỗ là ở giữa này, tâm là ở giữa. Đây, cái dây leo này chính là giữa, con khỉ là ở giữa đây này. Đến bài tập. Hãy đặt tất cả các con khỉ lên dây leo để khúc gỗ được thăng bằng. Hãy nhớ rằng con khỉ treo càng xa tâm của khúc gỗ thì độ nghiêng của nó càng lớn. Khỉ... đây, để đây đi. Đây. Ok, sẵn sàng. Tất cả đều đúng. Vậy là xong rồi. Xin chào, mình gặp lại.